cách trung tâm thành phố khoảng 50 km. Cần Giờ là huyện duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh giáp biển với khoảng 20 km đường bờ biển. Ở vùng biển Cần Giờ hiện nay có hàng trăm ngư dân sinh sống bằng nghề săn bạch tuộc. Lờ là dụng cụ chuyên dùng để đánh bắt bạch tuộc. Mỗi bệnh lờ được đăng thiết kế hình chữ nhật, có khung sắt bao quanh và lưới thâu tùm hai đầu so lại với nhau. Bạch tuộc lâu dài và có khả năng bám chắc, sống liền lẹ chứ không theo bầy đàn, khiến cho việc đánh bắt không thuận lợi khi đánh bắt những loại thủy sản khác. Khi thủy triều xuống, ngư dân bắt đầu bị đặt lờ, dùng nan tre nghiêng xuống vùng nhậu để giữ cố định. Đến lúc thủy triều lên, những chiếc bạch tuộc dưới lòng kênh rạch sẽ men theo con nước bò lên phía rừng, nơi có gốc mọc, gốc nước, rạch hay bờ để kiếm thức ăn và rơi vào bẫy lờ. Tuy nhiên vì địa hình quá rộng nên muốn săn bắt được chúng cũng rất vất vả và tốn nhiều công sức, và những người lành nghề vẫn làm được. Với khoảng nửa cây số lờ đặt bẫy, ta có thể bắt được từ khoảng 2 đến 3 kg bạch tuộc. Có thể nói không như những chú bạch tuộc được khai thác bằng các nghề khác như vây, giã cào, lưới dùng, bạch tuộc săn có chất lượng hơn rất nhiều. Nguồn hải sản tươi sống được duy trì ổn định và đều đặn hàng ngày tại rạn biển là thành quả của những chuỗi ngày đi để săn tìm, đi để khám phá, đi để học hỏi của những người sáng lập. Bạch tuộc được vận chuyển về với rạn biển đều trong tình trạng khỏe nhất, tươi ngon nhất và sẵn sàng phục vụ quý thực khách. Đội ngũ bếp tại rạn biển luôn đáp ứng được mọi cách chế biến theo yêu cầu của thực khách. Bạch tuộc ăn sống để thưởng thức nguyên vị tươi ngon nhất, bạch tuộc nhục mẹ nhung giấm thì làm tăng thêm độ hấp dẫn. Khi chế biến thịt bạch tuộc tươi săn nhưng không teo nhỏ, thực khách có thể dễ dàng cảm nhận được vị giòn và ngon. Nhúng vết bạch tuộc vào giấm để làm chín thịt, rồi cuốn cùng lá cải cây và hành gia thêm phần kích thích vị giác. Đây là cách thưởng thức bạch tuộc được các thực khách đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản ưa thích và trở thành một thói quen thường xuyên của họ.